Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, sáng nay đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới chung vui và tặng quà các cháu thiếu nhi trường mầm non Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Cùng dự có đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Trường mầm non Bãi Cháy hiện có 11 lớp với tổng số 318 học sinh. Năm học 2023-2024, phong trào thi đua xây dựng trường học hạnh phúc của nhà trường đạt kết quả cao. 100% trẻ các độ tuổi đều đạt mục tiêu trong các lĩnh vực phát triển giáo dục. Nhiều hội thi chuyên đề, hoạt động trải nghiệm cho cô và trẻ được nhà trường tổ chức thường xuyên, tạo ấn tượng tốt với phụ huynh và học sinh. Thăm động viên cô và trò trường mầm non Bãi Cháy, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chúc mừng và ghi nhận những kết quả mà cô và trò nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí cũng bày tỏ vui mừng trước sự thay đổi về diện mạo cảnh quan, cơ sở vật chất và tinh thần trách nhiệm tận tụy yêu nghề mến trẻ của tập thể giáo viên nhà trường. Đồng thời mong muốn địa phương cùng với nhà trường tiếp tục chăm lo để xây dựng trường thành trường mầm non kiểu mẫu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn dành những điều tốt đẹp nhất để chăm lo cho lớp mầm non thế hệ mai sau của đất nước bằng nhiều cơ chế chính sách, nguồn lực đầu tư để trẻ em được thụ hưởng điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe tốt nhất, nhất là địa bàn đô thị, vùng còn nhiều khó khăn về kinh tế xã hội, nơi đông công nhân lao động. Đến nay đã từng bước phát huy hiệu quả, được nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn mỗi gia đình, chính quyền và xã hội phải luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc chăm lo cho thiếu nhi bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, để qua đó các cháu luôn có được tuổi thơ trong sáng, tươi đẹp, luôn là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, sau này trở thành những công dân có ích. Vừa qua, tỉnh đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị phải tăng cường trách nhiệm đối với nhiệm vụ quản lý giáo dục thanh thiếu nhi học sinh trong dịp hè này. Vì vậy, đồng chí đề nghị các cấp ngành địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường để làm tốt công tác quản lý giáo dục thanh thiếu nhi học sinh trên địa bàn, đảm bảo các em có mùa hè thực sự vui tươi, bổ ích và an toàn. Sáng nay, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến thăm tặng quà các cháu thiếu nhi tại trường mầm non Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả. Tham quan các gian hàng hội chợ ô cốp mầm non do nhà trường và ban phụ huynh phối hợp tổ chức, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao ý nghĩa của hoạt động đã tạo ra một sân chơi bổ ích cho các cháu thiếu nhi nhân dịp mùng 1 tháng 6. Lắng nghe những ý kiến chia sẻ, đề xuất của lãnh đạo nhà trường, giáo viên và phụ huynh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ rất tâm đắc với chủ đề trọng tâm năm học mà nhà trường đặt ra, xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ em làm trung tâm, mỗi lớp học là một gia đình. Đồng chí đề nghị các giáo viên phải luôn giữ lửa nghề, yêu thương trẻ, chủ động trau dồi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng các phương pháp giảng dạy mới. Các gia đình thường xuyên quan tâm đồng hành với nhà trường để chăm lo cho các cháu được học hành, sinh hoạt, vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh. Cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhà trường nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học trong thời gian tới. Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh cùng các đại biểu cũng đã ân cần trò chuyện, tặng quà, chung vui cùng các cháu trường mầm non Cẩm Thịnh nhân buổi lễ tổng kết năm học. Cũng trong sáng nay, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội, lãnh đạo thành phố Móng Cái đã đến thăm tặng quà các cháu thiếu nhi trường mầm non Hải Yên, thành phố Móng Cái, trao tặng cô và cho nhà trường nhiều phần quà ý nghĩa, qua đó thể hiện sự quan tâm chăm sóc của tỉnh đối với thế hệ mầm non tương lai của đất nước. Chúc mừng và ghi nhận những kết quả mà cô và trò trường mầm non Hải Yên đã đạt được trong năm học vừa qua, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục phát huy thành tích, thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, giúp trẻ có cơ hội học tập trong môi trường an toàn lành mạnh và phát triển toàn diện, hài hòa cả về thể chất tinh thần. Đối với chính quyền địa phương và ngành chức năng cần tiếp tục quan tâm trẻ em, nhất là trẻ em thuộc diện hộ nghèo, trẻ khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực bổ ích cho các cháu tại địa phương. Chiều nay, đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tới thăm tặng quà các em thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí. Tại đây, đang điều trị cho trên 200 trẻ, trong đó có những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn điều trị dài ngày. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh động viên và gửi lời chúc mừng cùng những phần quà ý nghĩa từ các bệnh nhi, chúc các em đón Tết thiếu nhi vui vẻ, sớm lành bệnh. Tỉnh Quảng Ninh luôn dành những điều tốt đẹp nhất để chăm lo cho trẻ em.
Đồng chí đánh giá cao nỗ lực của Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí trong việc chăm sóc điều trị bệnh, nâng cao tinh thần, thái độ trách nhiệm đối với người bệnh, đồng thời bày tỏ mong muốn và tin tưởng đội ngũ cán bộ y bác sĩ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, lương y như từ mẫu, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chăm sóc điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhi. Cũng trong ngày hôm nay, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể và các địa phương cũng đã đến thăm tặng quà cho nhiều trẻ em nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thăm tặng quà tại trường mầm non Đồng Văn, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu. Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh thăm tặng quà tại trường mầm non Phong Cốc, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên. Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm tặng quà tại trường mầm non Hồng Phong, phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều. Đồng chí Bùi Thúy Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm tặng quà tại trường mầm non Nam Sơn, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ. Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm tặng quà tại trường mầm non xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh thăm tặng quà tại trường mầm non Hạ Long, huyện Vân Đồn. Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam thăm tặng quà thiếu nhi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đồng chí Khúc Thành Dư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm tặng quà tại trường mầm non Cô Tô, huyện Cô Tô. Đồng chí Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thăm tặng quà tại trường mầm non thị trấn Quảng Hà 2, huyện Hải Hà. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ban ngành, đoàn thể và các địa phương đã ân cần hỏi thăm, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các cháu thiếu nhi và mong các cháu luôn chăm ngoan, mạnh khỏe, đón Tết thiếu nhi vui vẻ, đầm ấm, tràn đầy tình yêu thương. Đồng thời đề nghị các nhà trường, chính quyền địa phương, ngành chức năng tiếp tục quan tâm trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Trong dịp này, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 19 đoàn thăm và tặng quà cho trẻ em tại 19 cơ sở, trong đó có 15 trường mầm non, 3 bệnh viện và cơ sở bảo trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tổng kinh phí các suất quà trao tặng đợt này là 591 triệu đồng. Trong đó trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất quà trị giá 2,5 triệu đồng. Bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn trị giá từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng. Toàn tỉnh hiện có 372.115 trẻ em. Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh luôn dành sự quan tâm đặc biệt dành cho trẻ em. Đến nay, tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí đạt 99,8%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng chiều cao và thể cân nặng ở trẻ em dưới 5 tuổi lần lượt giảm 1,6% và 1,4% so với năm 2021. 100% trẻ em trong trường học được tham gia các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động ngoài trời do nhà trường tổ chức. 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc.